Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên. Phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh nỗi yêu của anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Mình xin chúc cho tất cả các bạn cũng như là gia đình của các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Ê, cái gì vậy? Anh Grock, anh định làm gì vậy? Trời đất ơi, thốn thật sự các bạn ạ. Một trận đấu có Grock thì y như rằng kiểu gì nó cũng sang nó phá mùa mình một tí thì nó mới hả dạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm video clip về vị tướng Dancy nhá. Khá lâu rồi chưa làm về vị tướng này, từ khi mà nó bị giảm sức mạnh tới giờ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là việc khả năng mình farm quái rừng rất là nhanh, không hề lâu một tí gì sau khi mình sử dụng kỹ năng kiểu như thế này. Đó, rất là nhanh. Thôi, bảo thôi rồi mà. Anh cảm thấy cô đơn nên anh tránh xa em ra, lát nữa em sẽ chăm sóc anh đặc biệt. Chứ còn bây giờ để cho em lên level 4 cái đã. Đi mình nó đi lộn xộn thế này, đi thế này hít hết kinh nghiệm của rừng à. Ôi, tôi chị lao leo ơi. Chị ơi, em biết là chị tốt nhưng chị làm kiểu này là em bị thọt. Ôi, không hiểu đồng đội mình kiểu gì các bạn ạ. Trời đất ơi, lao leo thôi, bình tĩnh. Bảo rút lui rồi mà vẫn. Ôi, may là mình vẫn lên, chuẩn bị lên được level 4 rồi. Chứ không quả đấy là mình thọt, mình không làm gì được đâu các bạn ạ. Nên nhớ là Dancy rất mạnh khi mà chúng ta có được chiều cuối nhá. Và chúng ta sẽ gì ở nè. Béo ơi, chạy đi đâu, anh cướp rừng em đi. Anh chạy hộ em cái, anh cướp hộ em đi. Kiểu gì mình cũng phải làm mạng. Chết. Hy sinh này, cái tội sang cướp rừng, cái tội sang phá rừng này. Để cho mình nhớ mặt, lát nữa mình sẽ chăm sóc đặc biệt hơn. Ô, máu thế là đâu? Nó còn xì máu băng trụ luôn. Không tới tầm. Thôi, Nacross bình tĩnh nào. Elendo quả thật rất là may mắn đó. Thôi dù sao đang có thế lính thì team mình sẽ tập trung ép được cái trụ này nha. Bốn người chẳng lẽ không lấy được cái trụ thời điểm đầu game. Cố gắng lấy nhanh. Ui, có Verret anh em ơi, có Verret. Đây nè. Trời ơi, Verret đến thăm hỏi thế này. Đông này bạn múa mình cái. Múa đi. Múa. À. Máu quá, chết. Tội thích múa này. Thôi từ từ nha. Lát nữa đi ăn rồng sau. Bây giờ là mình cứ về rồi sau đó là mình sẽ ra khu vực bờ xanh. Mình farm đã. Như mọi người biết thì Dancy hiện tại không phải là vị tướng pháp sư hot nữa rồi. Ngày xưa thì vị tướng này auto pick. Thật sự là pick rất nhiều luôn. Nhưng ngày nay thì rất ít khi chúng ta gặp Dancy trong trận đấu nha. Bởi vì sao mà lại xảy ra cái điều như thế này? Bởi vì là các bạn biết là cái chiêu cuối của vị tướng Dancy rất là mạnh. Thường thường là chiêu cuối của ngày xưa Dancy ấy, các bạn kích hoạt chiêu cuối vào vị trí nào đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể lao tới vị trí đấy. Nhưng bây giờ các bạn phải kích hoạt chiêu cuối trúng mục tiêu các bạn mới có thể lao được tới nha. Đó, đấy là một cái lúc mà bị giảm sức mạnh. Nacross ơi, em phải làm mực Nacross cái đá. Ô, Nacross nó vẫn chạy được các bạn ạ. Thôi dù sao thịt luôn Verret vậy. Nhưng mà Verret có liềm. Liềm mà, kể cả liềm nhá. Đánh hơi mất thời gian một tí nhưng mà vẫn ăn được. Chắc chắn ăn được rồi. Lấy được cái liềm. Rồi ok, lấy mạng luôn. Nacross vừa xong hên quá. Chắc là nó sử dụng chiêu cuối, nó phá hóa giải chiêu cuối của mình. Gì đấy, em có bất tử đây. Anh chém em đi. Em xin anh, ui, cặp pen à. Tơ tơ. Đông thế này, có ma lốc team mình thì bây giờ cái gì à thôi. Tiếp theo này. Ui, chết, không chết được. Thôi công việc còn lại để cho Laurel nha. Đấy, Laurel đang đuổi rồi. Vậy là mình cũng có mạng hỗ trợ luôn. Quả thực bây giờ mình chơi Dancy cảm thấy rất là thiếu thốn luôn. Bởi vì sao? Kích hoạt chiêu cuối bây giờ cần phải trúng mục tiêu. Không trúng mục tiêu thì coi như chiêu cuối vứt đi luôn, chả còn tác dụng gì cả. Nếu như là mình bị đối phương truy đuổi thì mình kích hoạt chiêu cuối vào một vị trí nào đó không trúng mục tiêu nào cả thì mình cũng chả chạy được các bạn ạ. Đấy là điểm rất là đáng nói nha. Anh em này nó ra nó cướp rừng mình này. Trận này rất là căng luôn. Ui, lách cơ à, mình còn chiêu cuối. Ui dồi, xịt đấy các bạn ạ, xịt luôn rồi. Giờ chiêu cuối mình chả làm ăn được gì. Nếu phát đấy mình trúng được Elendo thì nó lại là một chuyện khác. Đánh nhau đây, mình tới đây. Cứ ném thẳng cầu vào giao tranh. Đó, đau chưa? Ôi nhưng mà team mình đâu hết rồi.
Rồi, bình tĩnh nào, làm gì mà căng vậy? Giỏi thì vào đây băng chủ. Ui, Veret máu quá, nhưng không sao, mình vẫn tìm được Veret nhá. Kích quạt chưa một, lên bảng các bạn ơi, tiếp tục chưa một, chết nè. Nakroth bỏ cuộc rồi. Xanh quá rồi. Trong trận đấu này thì mình vừa farm, vừa ăn mạng. Nó sẽ giúp cho mình có khả năng bỏ xa về cấp độ đối phương nhá. Mọi người nhìn thấy bây giờ mình cấp 8 rồi. Và team địch lót ngót toàn lớp cấp 6, cấp 7 thôi. Hiện tại thì trang bị build đồ cho vị tướng Dancy đi rừng. Thì mình lên cái gâm Roki đầu tiên. Tiếp theo các bạn có thể lên giày pháp sư. Ở đây giày phù thủy. Giày này giày xuyên giáp phép. Tiếp theo là triệu bùng nổ nha. Vương miện ám ếch, xuyên tâm lệnh. Và trang bị cuối cùng đó là triệu ngôn mang. À đúng, xin lỗi nhầm. Trang bị cuối cùng đó là quả cầu băng xương. Trên tổ giả này lú quá các bạn ạ. Em luôn trụ này thôi. Cái thằng bên làm sao dám thủ trụ được. Khéo bây giờ đâm thẳng xuyên thủng được ấy các bạn ạ. Sau đó là ép thẳng đây. Úi giật pen ơi, kích quạt chiêu cuối chuẩn. Trời ơi, chạy lên huyện bạn ơi. Một combo. Úi giờ chết. Ép luôn trụ nha. Các bạn nhìn này, cái chiêu một của mình chỉ vào cái trụ phát này mất rất nhiều máu này. Đó, mất rất nhiều máu luôn. Nào, thịt luôn Veret này. Ui ôi, nhưng tìm nó đông quá. Hộ giá, chết tôi rồi, không còn kỹ năng để chạy rồi. Không thể tin nổi ạ. Laurel đến muộn quá. Vâng, chúng ta hãy cùng xem Laurel múa. Malok vẫn sống. Ôi, Malok hay quá. Malok chết rồi. Bây giờ phải chờ đợi cho Laurel tí ạ. Bay lên nào bạn ơi. Quẩy lên nào bạn ơi. Rất nhiều con mắt đang chứng kiến bạn. Hay quá. Chết nốt luôn. Căng quá, team bạn hiện tại đang ăn hơn mạng team mình. Còn team mình mới ăn được có 9 mạng thôi. Hiện tại thì một combo của mình vào các vị tướng máu giấy là chắc chắn là team bạn sẽ bị bốc hơi. Ví dụ như Erando. Còn đối với Grack thì chắc là chúng ta sẽ vất vả nhiều hơn. Nhưng mà không sao đâu. Chỗ này quẩy được này, team mình đông mà. Cứ chỉ thẳng vào là có mạng. Đấy, mình có chiêu cuối đấy. Bye bye. Đấy, rất là nhanh. Ui, pen. Đuổi Nakroth nè. Thôi chịu ạ, đuổi Nakroth đến Tết. Có đánh được không để mình ra hỗ trợ cho à? Tiếp theo là pen nha. Đặt chiêu ai thẳng vào mặt nó. Sau đó là đoàn. Quý lau đeo ơi, cẩn thận Grack này. Thôi thế thôi, dù sao thì một pha giao tranh team mình cũng cũng có một chút thắng lợi. Nói chung là cân bằng. Giờ lại farm tiếp nha. Thật ra thì Dancy các bạn có thể vác đi rừng. Và các bạn có thể vác đi mid được hiệu quả. Đây là hai vị trí mình cảm thấy là hợp lý. Giờ team bạn đang muốn ép cái đường giữa đây. Trời tối, Nakroth nó múa ghê quá các bạn ơi. Nào anh chạy được không? Bây giờ em có tất cả kỹ năng, em cứ chỉ thẳng tay mặt anh. Sấp mặt, có chiêu cuối đây nhá. Kích quạt. Trời ơi, đặt chiêu ai ra. Và bye bye. Nếu mà Nakroth sử dụng chiêu cuối phát đấy là nó có thể hóa giải được chiêu cuối của mình đó. Nhưng mà chắc là bạn ấy hết rồi. Sao mình cảm thấy trận đấu này đánh nhau liên tục cứ nhở? Giao tranh liên tục đấy, Grack lại là chiến binh cảm tử á? Không có đồng đội mà hổ báo. Lần này thì Grack bốc ơi nè. Giờ là cứ thử sang thăm hỏi xem bùa xanh có phải cướp. Cướp sạch luôn. Mình sẽ rình nha. Chủ yếu là mình sẽ bắt Endo cơ. Đấy, Endo kia kìa. Chỉ cần một chỉ vào Endo thôi. Đó, kích quạt chiêu cuối. Chiêu 2 thẳng vào mặt nó là bốc hơi. Tiếp theo là Pain. Pain này trời ơi, chỉ đau dã man các bạn ạ. Và Veret, bạn múa hộ mình. Bạn ơi. Ôi, lách được cả ghê thế. Đẩy thôi. Team nó còn Nakroth. Mà không biết Nakroth nó đâu các bạn ạ. Không biết Nakroth nó đâu. À, Grack này, cứ dĩa thôi. Còn phải đem tém Nakroth nó chỗ nào. Ơi, Nakroth này à. Trời ơi, múa đi bạn ơi, mình có chiêu cuối rồi. Bay về chỗ cũ thôi bạn ơi. Chết nha. Nhưng bây giờ hết lính rồi, làm sao đẩy được chỗ.
Trời ơi, không có lính các bạn ạ. Kể cả bây giờ ăn tà thần cũng không thể luôn. Bởi vì là bây giờ mình một mình ăn rất là lâu và rất là sợ bị cướp. Pen nhìn mình bây giờ không dám bắt rồi. Những cái phút tầm trận đấu kiểu quan trọng như thế này thì tốt nhất là không có tầm nhìn, các bạn đừng có lên cao nhá. Bản thân mình cũng không dám lên quá cao đâu. Trận đấu này các bạn nhìn qua về điểm hạ gục cả hai bên rất là cân bằng. Đấy, rất là cân bằng luôn. Trời ơi, cái trụ đường rồng mãi mà chưa đẩy được ạ. Thế thì thôi, cố gắng ép luôn trụ đường rồng nha mọi người nha. Ép luôn trụ đường rồng thôi. Team bạn kiểu gì cũng kéo nhau xuống dưới này cho mà xem. Bắt lẻ anh em ơi, bắt lẻ được thằng nào thì bắt luôn. Crack ơi, bạn chạy được đi đâu? Lách à, lách đi. Lách nè, trời ơi, khổ tân. Team bạn đằng sau rồi thì kệ. Đây này, team bạn đây này. Không nhìn thấy đâu team bạn đâu, thôi bắt lẻ từ người một. Veret, chết nốt nha. Ô, team bạn có bắt rời rạc quá các bạn ạ. Nacross thì đi đẩy lẻ thì Alice thủ nhà rồi. Khéo ấy đâm thẳng xuyên thủng được luôn. Ôi, mình có chiêu cuối ở đây bạn ơi. Thôi xong rồi. Erendo. Từ từ mình còn chiêu cuối, mình giật lại một cái nữa. Erendo chết rồi hả? Ô chứ gì, chết 4 người rồi à. Thôi có lẽ kết thúc trận đấu thôi. Nacross chắc không về kịp đâu. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và đây là sức mạnh của anh chàng Dancy Sida. Ờ Dancy đâu nhá, không có Sida gì đâu. Đó, mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng còn rất là bá đạo. Tùy thuộc vào cách chơi của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye mọi người.